Nằm trên cồn đất bên sông Kinh Thầy thuộc xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Khu vườn với diện tích lên tới 20 mẫu, nhìn từ trên cao bạt ngàn chuối và dừa xiêm. Thành quả sau 16 năm lao động, một nắng hai sương, vừa cải tạo đất đai, vừa trồng cây, gây dựng cơ đồ của anh Nguyễn Đình Lực. Và đây cũng là nhân vật trong chương trình khởi nghiệp của chúng ta ngày hôm nay. Sang cái cồn này thì cả nhà và cả làng luôn bảo mình là người thần kinh cơ, chứ không phải là đơn giản sang cái cồn này. Mà giữ được cái đất đến ngày hôm nay là cũng như là hình như nó có một cái duyên với đất ấy. Chứ 2-3 năm vừa rồi thì định cho thuê vào bán để về, nhưng người cuối cùng vẫn quý đất. Vì mình sinh ra bản chất con nhà lông. Nên thôi thì tấc đất tấc vàng các cụ nói rồi, nhưng người còn làm được hay không lại do mình thôi, lại duyên một tí nữa. Mình cũng trải qua nhiều cây trồng rồi. Thứ nhất là cũng đã có làm cả tre bát độ, rồi cây dược liệu, trong đó có lưu tất, rồi bạch chỉ, đến cả thanh hao. Chuyển về cây chuối giờ là thứ nhất là cái thị trường, nó vẫn rất dễ tiêu thụ. Một thứ hai là mình nó mô hình rộng, mình làm những cây này thì nó cũng có thể luân canh, nó nhàn hơn so với một số những cây nó thời vụ nó ngắn, nên nó đòi hỏi cái chi phí và nhân công nó rất là ồ ạt. Đến giờ phút này thì gọi là kinh nghiệm, nhưng nó cũng trải qua hỏng hóc cũng nhiều lắm rồi. Có năm nó có trận dư bão mà xong sáng ra nhìn vườn như là giải chiếu luôn. Thế còn về cái hỏng thì mình cũng làm sai nhiều. Thực ra ấy thì mình kiến thức nó không có. Thế là học thì về cái cây chuối thôi thì mình chỉ gọi đúc kết theo kinh nghiệm thôi. Chứ như mọi năm thì ngay như năm ngoái thôi cũng hỏng nhiều. Nhưng năm nay thì lại chuyển ra thay đổi về cái kỹ thuật đất cát, là cày bừa phơi ải xong rồi cũng vôi vung là đầy đủ, và chăm bón là nhìn cây ta chăm chứ không như mọi năm. Chọn chuối là cây chủ lực, chính vì vậy mà trong khu vườn của mình anh Lực duy trì diện tích nhiều nhất, gần 10 mẫu đất. Trong đó có 5.500 cây chuối tây và 1.000 cây chuối tiêu hồng. Cây chuối cũng gắn bó với anh Lực trong suốt 16 năm qua, kể từ ngày ra cồn đất này. Hiện non nửa vườn đã cho thu hoạch, đạt doanh thu sấp xỉ 300 triệu đồng một năm. Còn hơn 3.000 cây mới trồng, dự kiến sang tháng sau sẽ bắt đầu kết trái và thu rộ vào cuối năm. Thị trường đầu ra cho sản phẩm thời điểm này cũng đang rất tốt. Cũng mới xuất hôm kia, tất cả bây giờ là thương lái ô tô vào tận vườn. Thế ví dụ như vào thời điểm mà Trung Quốc nó cân ấy, thì hầu như là lượng cân rất ồ ạt. Thế như thằng chuối tiêu giờ bắt đầu Trung Quốc nó cân, thì giờ nó cũng là thằng chuối đẹp ở đây giờ là 4.000 một cân, còn nó bình thường 3.500. Thế thì nếu mà nó đạt vào cái lượng mà như thế thì người dân đã làm nó có công. Thế còn nếu nó rẻ xuống nữa thì cái công nó không đảm bảo. Thế còn như chuối lùn mà giờ cứ 3.500 mà 4.000 mà buồng tầm khoảng 30 cân là người làm nó có thấy là cũng có hiệu quả rồi. Thời gian 4 năm trở lại đây, anh quyết định trồng thêm dừa xiêm. Mặc dù là giống xuất phát từ miền Nam, trên đất Hải Dương chưa có ai từng trồng với số lượng lớn. Thế nhưng bằng lòng yêu thích, cộng với tính quyết tâm, anh Lực đã trồng tới 1.500 cây. Trong lá đơn đăng ký tham gia chương trình, anh bày tỏ mong muốn được chuyên gia hướng dẫn, tư vấn nhiều hơn về các kỹ thuật tiến bộ để thành công với hai loại cây mình đang theo đuổi. Kiến thức thì là vô biên. Thì mình thì có thể theo được lúc này, nhưng thời đại thì phát triển mãi mãi thì giờ muốn làm nên một cái là đầu tiên nó chuyển sang là cái sinh học. Mình làm được cái sinh học thì đầu tiên là mình là người làm trực tiếp, mình không hạn chế được cái độc hại. Sau đó đến người sử dụng. Thế thì xã hội giờ phát triển. Mình tại sao mà đến giờ này đúng mà sang năm thứ 16. Nhất ra là theo chương trình thì lâu rồi.
nhưng thì nó cũng còn nhiều cái phải đắn đo. Thứ nhất là mình có làm có đúng được theo chương trình hay không. Thứ hai là khi đã vào chương trình rồi thì mình làm như thế nào để mà đạt được một cái chất lượng nó theo đúng cái chương trình đề ra. Thế nên là năm nay là mới quyết định. Tuy nhiên, để có thể chính thức trở thành nhân vật của khởi nghiệp, anh Lực sẽ phải vượt qua 5 rào cản, cũng là 5 tiêu chí khảo sát của chương trình. Và nhân vật có vai trò vô cùng quan trọng sẽ trực tiếp khảo sát, đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng chính là vị chuyên gia quen thuộc của chương trình, tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, nguyên trưởng bộ môn thuốc cỏ dại và môi trường, Viện Bảo vệ Thực vật. Tiêu chí đầu tiên sẽ được khảo sát là vị trí địa lý. Anh Lực ơi, anh đang làm gì đây? Vâng, cháu đang dọn vườn cô ạ. Hôm nay chương trình khởi nghiệp cũng về để thăm cái vườn nhà anh và để khảo sát xem là anh có đủ điều kiện để tham gia khởi nghiệp không. Thì anh có thể giới thiệu cho chúng tôi biết được cái lịch sử, cái khu vườn của anh và đang trồng những cây gì và ý định là tham gia với cái mục đích là như thế nào. Vâng, thế cháu cũng rất là mừng. Hôm nay thì được cô đoàn chương trình về thăm và cháu đây vườn đây thì đây là cái đất này của cháu thì cháu đấu thầu giờ đã 16 năm rồi. Vâng. Vì thì đã trên vườn giờ thực tế là cháu có 1.000 cây dừa xiêm thì mới lại thì chỗ chuối tây này là cháu mới trồng từ tháng 9 năm ngoái trên 3.000 cây. Với lại mấy diện tích tiêu hồng nó khoảng 1.000 cây nữa cô. Với lại dưới cháu còn 2.001 cái chuối tây là trồng sang năm thứ 3. Với lại còn một số diện tích ao là tổng diện tích của cháu là 20 mẫu là đấu thầu của Ủy ban xã An Bình. Đã tạo điều kiện cho cháu để lập nghiệp và làm ăn ở bên này. Lịch sử cái đất này trước đây đó là trồng gì và anh đã được cấp quyền sử dụng lâu dài không? Thì để chúng ta muốn phát triển các cái cây ăn quả, ví dụ như tôi nói cây chuối thì có thể hàng năm chúng ta thay đi trồng lại được, nhưng mà cây dừa chẳng hạn, cây dừa xiêm nếu chúng ta trồng đúng kỹ thuật, chúng ta khai thác tốt thì nó phải tồn tại 25-30 năm. Thế cho nên là chúng ta phải có được cái đất mà sử dụng lâu dài thì cái hiệu quả kinh tế của chúng ta nó mới bền vững được. Chứ còn nếu họ cho chúng ta thuê cái thời gian ngắn thì cái cây dừa nó chưa khai thác hết tiềm năng của nó mà đã phải trả thì nó bị lãng phí. Thực ra đây là một cái nó cũng điều là khó khăn cho người nông dân chúng cháu muốn làm lâu dài. Trước kia thì chỉ ký cho 5 năm một. Thế thì hợp đồng của cháu giờ phút này là ký 3 lần, 2 lần là 5 năm, thế một lần sau này được 10 năm. 10 năm thì cháu đã làm sang năm thứ 6 mất rồi. Nên nói thật với cô là đất thì theo hợp đồng thì nhiều lần cũng muốn kiến nghị là cho chuyển đổi. Nhưng thì lãnh đạo xã cũng đang xem xét. Đất này của cháu trước nó trũng lắm. Cháu đào, cháu hút cả một cái ao lên, giờ nó mới cao này, chứ trước cái khu này đứng này nó trũng lắm. Anh muốn trồng lâu dài, thì chúng ta làm sao mà xin được cái giấy thì người ta mới làm lâu dài được các cây ăn quả. Thì cái đất của cháu đây thì nó là thuộc là cồn, địa danh của nó là cồn Vĩnh Trụ. Đất là đất bãi bồi phù sa, bây giờ thì nó thủy điện nhiều. Thế còn nếu trước kia mới chúng cháu không đắp bờ thì hàng năm là nước lũ, năm nay chưa có đâu. Chứ nếu năm ngoái có thì nước vẫn, nếu chúng cháu không đắp bờ thì nước vẫn vào được tới chân này. Đây nó là đất phù sa ven sông. Vùng quanh là sông. Đấy, đây là cái, nó là một trước kia gọi các cụ bãi bồi. Thì đấy, nếu mà được các sông lớn bồi hàng năm, bồi phù sa thì vẫn là tốt để thích hợp cho các cây trồng. Ví dụ như là những bãi phù sa mà đất nó cắt nhiều thì người ta trồng ngô. Thế còn những bãi phù sa mà đất tốt, đất màu mỡ thì chúng ta có thể trồng chuối là phù hợp. Theo hợp đồng ký kết với xã An Bình, anh Lực còn thời hạn sử dụng gần 5 năm nữa. Bởi chuối có thời gian thu hoạch nhanh, chỉ hơn 1 năm là có thể trồng lại, nên chuyên gia đã đồng ý cho tham gia khởi nghiệp. Còn dừa xiêm là cây ăn quả lâu năm, không phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng, nên đã bị loại. Tiêu chí tiếp theo cần khảo sát là chất đất và nguồn nước. Để kiểm tra kỹ chất lượng tầng đất canh tác, chuyên gia yêu cầu anh Lực cuốc sâu xuống bên dưới. Anh múc đất đấy, anh cứ cuốc, anh hất lên đấy. Đất này là đất rất là tốt. Đấy. Cảm tưởng như đất thịt tơi xốp chứ không bị đất sét và còn có cả giun nữa. Thích hợp cho trồng các loại cây ăn quả mà nó có tầng rễ sâu ấy.
tầng canh tác nó phải khoảng 80 cm là rất tốt. Thế tôi muốn hỏi tiếp là cái nguồn nước ở đây anh tưới trong cái lúc khô hạn thì anh tưới như thế nào? Cháu có một cái nguồn nước của nước sông. Thế mình nước thủy triều của cháu là ra vào được. Nếu lúc mùa khô cháu có hai cái máy bơm 2 đến 3 ngày là cháu bơm được đủ hết cái diện tích nước này. Còn nếu mà về mùa mưa thì cháu cũng có tất cả hệ thống thoát nước từ ngoài rồi hai bên rồi có cống thoát được ra ngoài sông. Thế còn nếu mà có năm thì nó mưa cục bộ ngoài lũ thì mình lại phải có hai cái máy bơm để hút nước ra. Mưa là chúng ta không sợ, là chúng ta thoát nước được. Ở đây thì anh có thể dẫn chúng tôi đi xem cái hệ thống nước tưới hoặc là bể chứa nước để tưới vào mùa khô chẳng hạn. Vâng, vâng. Mời cô đi về thăm cái nơi cháu chứa nước và cung cấp và thoát nước. Ngay giữa khu vườn là ao chứa nước. Nhằm đáp ứng cho nhu cầu tưới của một lượng lớn cây trồng nên anh Lực đã đào ao khá rộng, diện tích khoảng 2 mẫu. Cái nước của cháu thì nó là nước ở sông vào, là nước sông ra vào nó theo thủy triều, nên là tất cả nó vẫn sử dụng theo cái nước ngọt của dòng sông Kinh Thầy mình ra vào để tưới. Những cái sông lớn mà nó không bị ô nhiễm ấy, thì chúng ta dẫn vào mương của chúng ta xong chúng ta tưới thì cũng vẫn được. Nhưng mà nếu có điều kiện thì chúng ta đi phân tích cái chất lượng nước ấy được thì tốt hơn. Vâng, thì nếu có điều kiện thì anh cũng xây một cái bể. Xong rồi chúng ta xây hai ngăn, một ngăn là chúng ta cho cát, rồi cho xỉ than để chúng ta lọc sang một bên chứa để chúng ta, thì nó cũng có thể là loại thải một phần những cái chất độc đi xong để chúng ta tưới nếu như mà chẳng may nó bị ô nhiễm. Thế còn hiện nay anh lấy cái nước sông đó thì chúng tôi cũng tạm chấp nhận. Như vậy là rào cản ở tiêu chí thứ hai cũng đã bị vượt qua. Chuyên gia tiếp tục khảo sát tiêu chí tiếp theo về cây giống. Nếu như ở các khu vườn mới, chương trình sẽ hướng dẫn nông hộ từ việc cải tạo đất, chọn giống, chăm sóc cho đến khi thu hoạch, thì trong khu vườn của anh Lực, cây đã được trồng từ trước. Vì vậy, chuyên gia Nhung sẽ kiểm tra chất lượng vườn cây xem có đạt tiêu chuẩn hay không. Có bề dày kinh nghiệm sau nhiều năm tích lũy nên vườn chuối được anh Lực quy hoạch khá bài bản. Giữa hai hàng cây lại có một rãnh thoát nước. Khoảng cách giữa các hàng và các cây cũng vừa đủ. Nhờ đó tối ưu hóa diện tích sử dụng, cây không bị cạnh tranh đất và ánh sáng, quang hợp tốt, phát triển nhanh, đồng đều. Nhưng khi di chuyển tới khu vực cuối vườn, đã có những dấu hiệu bất thường. Nhiều tàu lá vàng úa, gãy rạp xuống. Các cây bệnh ở gần nhau. Tổng cộng có đến hơn 100 cây bị cùng một triệu chứng. Đây là một cái bệnh gọi là bệnh vàng lá, thối rễ. Do nấm ở trong đất nó gây hại mà trên cây chuối thì người ta hay gọi là bệnh vàng lá Parama. Và khi mà bị bệnh như này thì rất sợ. Đấy, tại vì như cái cây này là chắc chắn là phải hủy bỏ. Bởi vì hiện nay cái biểu hiện vàng lá và nó thường là nó gãy cục ở những cái chỗ cành giáp với thân giả như thế này. Thì đây cái cây này đã bị đến 4 cành bị rồi. 4 cái tàu lá nó bị rồi và tôi sờ vào đây là những cái cành trước này là bị thâm nhũn rồi. Thì đây cái nguyên nhân chính là do nấm Fusarium ở trong đất. Đấy, nó ăn lên và nó gây hại cái bộ rễ. Rồi bắt đầu là nó hại lên thân lên lá và nó không, cây nó không hút được dinh dưỡng thì nó mới lại làm vàng lá như thế này. Vì nó là nấm ở trong đất cho nên nó sẽ lây lan qua nước tưới, qua nước mưa, rất nguy hiểm. Mà khi chúng ta phát hiện như thế này thì trong đất đã quá nhiều nấm, trước sau thì những cây này cũng không thể ra buồng được. Bệnh vàng lá Panama rất nguy hiểm và phổ biến ở các vùng trồng chuối tập trung. Bệnh do nấm Fusarium ociprorum sp cubense gây ra. Loại nấm này tồn tại trong đất và tàn dư cây bệnh trong một thời gian dài. Chính vì vậy, rất khó để xử lý triệt để. Có những vườn do không khắc phục kịp thời và đúng cách
mà bị thiệt hại toàn bộ 100% năng suất. Cái vườn này xử lý cũng tương đối là khó, và chúng tôi cũng phải yêu cầu anh là quy vùng lại, không được để cho nó lây sang những vườn bên kia và phải xử lý ngay. Đấy, cũng rất may là cái bệnh này nó lây lan qua nước tưới, qua nước mưa, và vùng này vùng trũng rồi thì nó không thể chảy ngược lên vùng phía trên của anh ấy được. Thế cho nên chúng ta làm sao mà phải xử lý triệt để, không để nó lây lan lên trên. Đấy, thì những vườn chuối trên thì cũng mới đảm bảo được. Và đây là phác đồ mà chuyên gia đã tư vấn cho anh Lực. Với cái diện tích này mà cô chưa cho đồng ý thì để chúng tôi cũng sẽ phải quyết tâm và xử lý. Khi nào mà nó ổn định thì cũng mong chương trình đồng ý cho cái diện tích còn lại. Như vậy, sau khi trừ đi hai xào chuối đang bị bệnh, chuyên gia đồng ý cho anh Lực tham gia khởi nghiệp với diện tích hơn 3 hectare đang phát triển bình thường. Đối với vườn dừa xiêm, tuy đã bị loại khỏi khởi nghiệp, nhưng chuyên gia vẫn xem xét giúp anh Lực xử lý vấn đề đang gặp phải. Cây giống này anh lấy ở đâu và anh tư vấn ở đâu mà anh đi trồng với cái lượng dừa là cũng hơi lớn, hàng nghìn cây. Chóng chuyển đổi quá nhiều cây trồng rồi, nên bây giờ chóng muốn chuyển sang một cái cây mà giờ mình nó không phải phụ thuộc đầu ra. Cháu đã điện được tận bộ môn cây dừa của tận miền Nam. Và từ một phần tư vấn cho cháu là trồng cái giống dừa xiêm xanh. Cái cây đầu tiên của cháu bói nó có 2-4 tháng thôi. Thế nhưng cái cây đấy là không đậu, duy nhất là một quả năm ngoái thì bổ ra có nước uống ngọt. Thì trước tiên làm bây giờ nó cũng gặp nhiều cái khó khăn. Tuy dừa thì ra rất là sai nhưng lại cái lượng đậu quả thì lại là ít. Nên là cũng muốn là nhờ chương trình là tư vấn và kiểm tra giúp cháu xem nó thừa thiếu dinh dưỡng hay là sâu bệnh ra sao. Hiện nay chúng tôi đi nhìn thì lác đác mới có cây có quả, còn nhiều cây là chưa có. Thế và anh cũng có nói là ra hoa rất sai nhưng mà nó lại rụng. Thì cái việc ra hoa rất sai mà nó lại rụng, nó không đậu được quả ấy. Hoặc là nó đậu được quả rồi nhưng nó vẫn rụng như này, nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất là có thể do thời tiết, đấy, do ẩm độ, do dinh dưỡng, do thừa thiếu các nguyên tố dinh dưỡng, hoặc là cũng có thể do khí hậu. Thế và nhìn này thì theo tôi nghĩ là không phải sâu bệnh. Bởi vì nếu mà bị bệnh ấy, thì cái cuống của nó là phải có vết đốm, rồi cái quả này cũng phải có vết đốm. Mà nó rụng như thế này thì có thể là do thiếu kali, có thể do thiếu bo. Đấy là những cái nguyên tố nó gây rụng quả dừa. Đấy, hoặc là dừa rất ưa clo thì người ta dùng cái phân KCL người ta bón. Đấy, để nó ngăn ngừa hiện tượng rụng quả và nứt quả. Đấy. Sau này nó lớn lên, dừa lại còn rất hay bị cái bệnh nứt quả nữa. Đấy, do thiếu clo. Thực tế cái cây dừa xiêm xanh này là thủ phủ của miền Nam. Đấy. Đặc biệt ở Bến Tre và các tỉnh lân cận. Thế nhưng mà về lý thuyết thì các nhà nghiên cứu cái cây dừa thì người ta cũng có nói là nó phù hợp với ở miền Bắc và miền Trung. Thế nhưng thực tế thì miền Trung từ Nghệ An trở vào thì người ta trồng thì nó đã có quả. Và Thanh Hóa, Ninh Bình một vài nơi trồng có quả. Thế còn một số tỉnh ở miền Bắc chúng ta như Hải Dương chẳng hạn hay Hà Nội chẳng hạn có trồng mấy năm nay, nhưng mà theo tôi nghĩ thì cũng có thể là do khí hậu một phần nữa, hoặc là do chất đất, hoặc là do nó chưa phù hợp ở ngoài này. Thế cho nên là nhiều cây là cũng 3 năm rồi nhưng chưa có quả. Thế cho nên là chúng ta cũng không nên phát triển ồ ạt nhiều. Đấy, như anh trồng hàng nghìn cây như thế này là tôi thấy là hơi mạo hiểm, cũng hơi nhiều. Đấy, bởi vì là tuy là người ta nói thế nhưng mà chúng ta phải trải nghiệm thực tế. Chúng ta phải trồng thử 100, 200 cây trước đã. Đấy, tại vì là dừa nó cũng là một cái cây rất nhanh ra quả. Nó chỉ từ 2 năm rưỡi đến 3 năm là bắt đầu cho ra hoa và cho ra trái.
Thế cho nên là cái cây này thì chúng ta hiện nay cứ phát triển thế này đã. Thế và chúng ta khắc phục cái hiện tượng ra hoa nhưng không đậu quả. Và chúng ta cũng chưa nên phát triển tiếp. Vượt qua 3 tiêu chí đầu tiên đồng nghĩa với việc anh Lực đã đi được hơn nửa chặng đường khó khăn nhất dẫn đến cánh cửa của khởi nghiệp. Không biết ở tiêu chí thứ tư mọi việc có còn thuận lợi như vậy nữa hay không? Là năm nay là chúng ta vẫn phải đầu tư vốn về phân bón. Thế chứ còn cây giống và việc chăm sóc trước thì anh đã đang có sẵn hết rồi. Thế thì từ trước đến giờ là anh đã bón những loại phân gì? Ví dụ như là phân chuồng hoai mục hay phân hữu cơ vi sinh hay là phân NPK như thế nào? Thì cháu thì trước thì có bón cái phân chuồng hoai mục, nó là chủ lực là phân gà thôi. Vâng. Một thứ hai là về phân NPK thì cũng có bón và cộng thêm cái hàm lượng kali thì với một số cái tổng hợp phân 15-15. Đấy thì cũng mình chia ra thành nhiều giai đoạn. Thì chúng cháu hầu như nó cũng tự làm thôi, chứ còn giờ nếu chương trình mà nhìn cái cây và là cần phải chăm bón phân gì thì cô cứ tư vấn giúp chúng cháu làm sao để nó có một cái hiệu quả cao nhất. Hiện nay nếu mà anh đã bón phân chuồng hoai mục rồi thì thường là một năm người ta cũng chỉ bón một hoặc hai lần thôi. Cái thứ nhất là trước khi trồng, cái thứ hai là sau mỗi vụ thu hoạch. Đấy thì chúng ta bón, thì anh đã bón rồi thì không cần phải bón nữa. Nhưng hiện nay là chuối nó đang ra quả, ra buồng. Thì sau khi chúng ta cắt hết hoa xong thì bắt đầu chúng ta chăm bón để cho nó nuôi quả lớn. Thì chúng ta có thể bón cái loại phân NPK tổng hợp cũng được. Ví dụ như là những cái phân mà người ta khuyến cáo bón cho cây ăn quả đấy. Bón cho cây chuối ví dụ như 15, 15, 15 hoặc là 15, 20, 15 đều được để nuôi quả lớn. Thế và đến khi cách thu hoạch khoảng 1 tháng rưỡi, nếu mà thấy cây nó còn thiếu phân thì chúng ta bón một lần nữa. Và mỗi một lần bón phân như thế này, nếu mà theo chúng tôi tính toán ấy, thì nếu mà bón phân vô cơ thì nó độ khoảng từ 10 đến 12 triệu cho 1 hecta. Còn nếu bón phân hữu cơ thì nó khoảng 30 đến 36 triệu cho 1 hecta. Thì anh có đủ cái số vốn đó để anh bón cho 1 hecta không? Nói chung thì cái này là chúng cháu sẽ làm được. Vì mục đích của mình là để chăm đạt một cái hiệu quả năng suất cao. Thì dù là phân vô cơ hay là hữu cơ thì cho chúng cháu sẽ chuyển đổi dần từ vô cơ sang hữu cơ. Đấy thì cái số vốn thì chúng cháu đều có tính toán dự trù rồi. Vâng. Thì là cây chúng cháu trồng đã đặt lên mặt ruộng rồi, đã chăm lo đến thời điểm bây giờ rồi. Là chúng cháu cũng nhờ chương trình như này, cũng nếu chúng cháu không thì chúng cháu phải có cố gắng. Đấy, nhờ chương trình giúp đỡ để cho chúng cháu hoàn thiện hơn. Cháu đã có một cái nguồn thu, nó có cái nuôi gối. Cái cây trồng bây giờ mình đã là chỉ tháng 10 này bắt đầu vào thu rồi. Thế thì hẳn mình lại có những cái diện tích cái chuối cũ đó. Thì cứ lấy cái này nuôi cái kia. Chỉ còn một tiêu chí cuối cùng. Liệu nhân công có phải là rào cản khó đối với nhân vật của chúng ta? Tuy là chuối trồng thì nó dễ hơn các cây khác, nó không bị mất nhiều công như cây màu, nhưng mà chúng ta cũng phải có đủ nhân lực để chăm sóc cho cây chuối và để luôn luôn là phải dọn vườn. Nghĩa là vườn lúc nào cũng thông thoáng, sạch sẽ, không có cỏ dại, không có tàn dư ở bên dưới thì nó mới ít sâu bệnh nhất. Đấy. Thế và cái tàn dư của cây chuối thì cũng tương đối lớn, thì chúng ta có thể thu gom lại, chúng ta cho vào một cái hố hoặc một cái nhà chứa để chúng ta làm phân bón thì rất là tốt. Đấy thì anh chị là có đủ cái nhân lực để làm những cái việc ấy trên 3 cái hectare chuối này không? Thu dọn được cái tàn dư, sau đó mình lại chuyển được sang thành một cái phân để cho mình bón cho nó có một cái mục đích cho cây trồng. Thế thì cái này nó là một được hai thì chúng cháu sẽ làm được. Nó về cái nhân công thì thường thường thì chúng cháu đã có hai vợ chồng là hầu như ăn ở làm đây. Sau đó thì mình cái lượng nhân công thì chúng cháu sẽ đáp ứng được. Thì ở vùng quê này giờ nó cũng rất là nhiều lao động dư thừa. Thường thường là có một người ăn ở làm chuyên nghiệp ở đây. Đấy thì ông ấy làm cho cháu đến giờ phút này là 8-9 năm rồi. Đọc hai vợ chồng cháu làm sao được cái diện tích này. Như thế là chúng ta có 3 người. Vâng. Thế nhưng mà đến lúc thu hoạch
mà phải thu hoạch nhiều thì các anh có cần phải thuê nhân công thời vụ không? Cháu vẫn thuê thêm nhân công ở đàn bà bên kia là có. Trong cái đó đấy. Chục người giờ lại là có. Xuất sắc vượt qua cả 5 trên tổng số 5 tiêu chí ngay trong buổi khảo sát đầu tiên, anh Lực đã thuyết phục được chuyên gia của chúng ta và chính thức trở thành nông hộ của chương trình. Tôi trao cho anh một cái quyển sổ của chương trình khởi nghiệp. Thì anh sẽ nhận và anh sẽ ghi chép về quá trình sản xuất vào trong đó để chúng tôi tiện theo dõi và sẽ tiện giúp đỡ và tư vấn cho anh. Cháu cũng không biết nói gì hơn. Cũng biết cảm ơn cô và tất cả anh em trong chương trình khởi nghiệp thì đã về đây và đã kiểm tra vườn và cho chúng cháu những cái rất là bổ ích trong cái làm nông nghiệp. Cảm ơn cô và tất cả chương trình. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Xin chúc cho anh Lực tiếp tục vững vàng, thuận lợi tiếp bước trên con đường khởi nghiệp của mình. Dân số ở các nước đang phát triển trên thế giới vẫn dựa vào thuốc thảo dược để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Riêng tại Việt Nam có khoảng 60.000 tấn các loại dược liệu khác nhau được chế biến mỗi năm. Với trên 5.000 loại thực vật được sử dụng để làm thuốc, 200 loài có tiềm năng khai thác hướng tới xuất khẩu, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về dược liệu trên thế giới. Thế nhưng, thực tế nguồn dược liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu chế biến, 80% còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng, nhu cầu sử dụng cao, trồng dược liệu được xem là một sự lựa chọn hay và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trước tình hình đó, chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai kịp thời các đề án, dự án trong quy hoạch phát triển dược liệu, bố trí diện tích phù hợp để trồng dược liệu, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu. Nắm bắt được xu thế đó, ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16 đã quyết định tư vấn, hỗ trợ các nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã khởi nghiệp với nghề trồng dược liệu gắn với đầu ra bền vững. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình xin gửi về cho ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16, địa chỉ tầng 8 tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 1900 6145. VTC16 luôn đồng hành cùng bà con nông dân trên mọi hành trình khởi nghiệp.